Tin mới nhất về sơ Gloria Navarez bị bắt cóc từ hơn 4 năm ở Mali. Theo Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, qua Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế, sơ Gloria Navarez Agouti, 57 tuổi, người Colombia, thuộc dòng Francisco, bị bắt cóc vào tháng 2, 2017, tại Carangaso, Mali, đã báo cho anh trai Edgar Navarez của sơ biết tin về sơ. Tổ chức Tòa Thánh trợ giúp các giáo hội đau khổ đã có thể xem lá thư ngắn 11 dòng đề ngày 3 tháng 2, 2021, được viết tay bằng tiếng Tây Ban Nha với chữ in hoa bằng bút bi màu xanh lam. Gia đình sơ đã nhận được lá thư vào tháng 5. Sơ Gloria viết: "Em gửi lời chào trân trọng nhất đến mọi người, xin Thiên Chúa tốt lành chúc phúc cho họ và ban cho họ sức khỏe. Em đã là tù nhân trong 4 năm. Và bây giờ em đang ở với một nhóm mới." Trong thư ngắn, sơ Gloria xác định nhóm khủng bố hiện đang bắt giữ sơ làm con tin là nhóm ủng hộ Hồi giáo và những người theo Hồi giáo. Đây là một nhóm thuộc Liên minh Thánh chiến hoạt động ở Sahel và có liên kết với Al-Qaeda. Sơ viết tiếp: "Xin mọi người cầu nguyện nhiều cho em, xin Chúa chúc lành cho tất cả họ. Em hy vọng Chúa sẽ giúp em sớm được tự do. Em gái yêu quý của anh, Gloria." Trò chuyện với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, anh của sơ Gloria kể lại rằng trong tin nhắn đầu tiên của mình, anh đã thông báo cho em gái mình về cái chết của người mẹ 87 tuổi, Rosita Agouti de Navarez. Anh Edgar Navarez nói thêm rằng việc người bạn tù, bác sĩ người Pháp Sophie Petronin được tự do hồi tháng 10 năm ngoái đã ảnh hưởng rất nhiều đến sơ Gloria. Anh nói, việc họ phải chia cách đã gây ra những khó khăn lớn về tâm lý và tinh thần cho em gái tôi, bởi vì họ đã chia sẻ tình bạn 4 năm. Nhưng dần dần sơ đã hồi phục tinh thần và bây giờ đã khỏe trở lại. Thân thể của sơ rất kiệt quệ, rất gầy, khuôn mặt rám vì nắng và khí hậu của vùng Mali, nhưng tạ ơn Chúa là sơ vẫn ổn, rất mạnh. Một phái bộ quốc tế do Colombia dẫn đầu được cử đến châu Phi với mục đích bảo đảm việc trả tự do cho sơ Gloria đã bị đình chỉ hồi tháng 6. Anh Edgar cho biết họ đã đi vào tháng 3 và trở lại 3 tháng sau đó, mặc dù có ý định ở lại đến tháng 8 2021. Việc giải cứu đã bị đình chỉ sau cuộc đảo chính ở Mali.